2:30 sáng, tôi đang say giấc. Bỗng có một bóng người trên cửa sổ phòng tôi. Tôi sợ đến nỗi kêu lên. Tiếp đến, tôi cẩn thận dè đặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Chỉ thấy bóng người kia từ từ đến gần. Lúc này tôi mới nhìn rõ, hóa ra đó là anh trai tôi. Anh, tối rồi mà anh làm gì thế? Không có gì, anh đến xem em đã ngủ chưa. Em ngủ tiếp đi. Nghe anh trai tôi nói xong, tôi quay lại giường, chuẩn bị ngủ tiếp. Xong khi vừa nhắm mắt lại thì tôi lại nhanh chóng mở ra. Bởi vì anh trai tôi mới mất ngày hôm qua. Người ngoài cửa thật sự là anh trai tôi sao? Tôi chuẩn bị lén nhìn qua cửa sổ để quan sát động tĩnh bên ngoài, xem tình hình bên ngoài là thế nào. Đột nhiên một khuôn mặt giống hệt với anh trai tôi xuất hiện ngay trước mắt tôi. Dọa tôi sợ đến nỗi vội vàng lùi lại 5 vạn mét. Anh làm gì vậy? Sao lại ra đây nữa vậy? Không sao đâu em trai, buổi tối anh ngủ không được. Có phải em cũng không ngủ được không? Có thể mở cửa ra nói chuyện với anh trai không? Nghe xong vẻ mặt tôi biến đổi, đầu óc nhanh chóng phản ứng. Vội vàng kéo rèm cửa lại. Dù sao thì mắt không thấy, tâm không phiền. Khoảng 2 phút rưỡi sau, hình như tôi không nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài nữa. Đi đến đây liền mở rèm cửa ra một chút để xem tình hình bên ngoài. Nhưng khoảnh khắc ngay khi tôi mở rèm cửa ra, một khuôn mặt vô cùng quen thuộc lại xuất hiện trước mắt tôi. Em trai mau mở cửa chơi với anh đi, em còn không mở cửa là anh sẽ giận đấy. Tôi nhanh nhẹn kéo rèm cửa lại. Nhưng đằng sau rèm cửa, tôi liên tục nghe thấy âm thanh đập vào cửa kính. Kèm theo đó là tiếng móng tay cào cấu. Tôi là sinh viên đại học 2 năm rưỡi. Chưa bao giờ gặp phải tình cảnh này. Nhưng dựa trên nguồn kiến thức bắt buộc trong 9 năm của tôi quyết định báo cảnh sát. Bởi vì bây giờ tôi đã chắc chắn 100%, thứ bên ngoài cửa chắc chắn không phải là anh trai tôi. Tôi gọi điện thoại, bắt đầu nói về tình hình bên này của tôi. Đồng chí cảnh sát, mau đến cứu tôi, anh trai muốn giết tôi. Không không không, đúng hơn là một người giống anh trai tôi muốn giết tôi. Vậy anh trai bạn có đặc điểm gì không? Đặc điểm à? Anh ấy có 7 nốt ruồi trên mông. Đột nhiên, tôi chợt nhận thấy có gì đó không ổn. Giọng nói trong điện thoại vừa rồi, sao lại giống giọng của anh trai tôi vậy? Không, không không, giống giọng nói của cái người bên ngoài hơn. Tôi vô thức cúp điện thoại, không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào. Không biết đã qua bao lâu, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Sau đó là một trận gõ cửa. Bán cân, con có trong phòng không? Là mẹ đây. Mẹ, con đang ở trong phòng. Tiếp đến tôi mở cửa phòng ra. Sau khi ra ngoài, tôi không nhìn thấy bóng dáng của cái người trước đó nữa. Chỉ có một mình mẹ tôi đứng ở ngoài. Đột nhiên, mắt tôi chú ý đến giày của mẹ. Tôi nhớ rất rõ mẹ tôi đi giày Sassy số 44. Nhưng người mẹ trước mắt lại đi Sassy giày nhỏ hơn rất nhiều. Nhưng tôi không quan tâm. Thầm nghĩ có thể là gần đây mẹ tôi đang náo đổi giảm cân. Đây là hiệu quả sau khi bà ấy giảm cân. Mẹ, mẹ biết không? Vừa rồi có một người trông rất giống anh trai. Nhưng con liếc mắt liền thấy hắn không phải anh con. Bán cân, con thật thông minh. Vậy làm thế nào con phân biệt được? Có thể nói với mẹ không? Cũng chẳng có gì, có thể là giác quan thứ 7 của con. Vậy tại sao lần này con lại không phân biệt được thế? Đột nhiên giọng nói của người mẹ trước mặt tôi thay đổi, trở thành giọng nói của cái người trước đó. Tôi lập tức hoảng sợ, chuẩn bị chạy vụt về phòng. Nhưng ngay lúc đó, hắn rút ra một bình xịt. Làn sương rất nhanh đã bao vây lấy tôi. Tôi cảm thấy đại não mình quay cuồng. Tiếp đến ngã gục xuống sàn, tôi đột ngột mở mắt ra, phát hiện mình vẫn còn trong phòng. Nhưng những gì vừa trải qua lại vô cùng chân thật. Hơn nữa đầu thật sự có chút đau. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Tiếp đến là một trận gõ cửa. Bán cân, con có trong phòng không? Là mẹ đây. Tập tiếp theo, mẹ tôi ở bên ngoài cửa gọi tôi. Tôi chợt nhận ra, người ngoài cửa không phải là mẹ tôi, mà là người giống anh trai tôi ngụy trang thành. Nhưng tiếng gõ cửa vẫn không dừng lại. Tôi chỉ có thể bịt tai lại, không thèm để ý. Lúc đó, tôi lấy điện thoại ra, nhưng phát hiện chiếc điện thoại sạc đầy trước đó đã tắt máy. Bà nội nó, thật đúng là xui xẻo mà. Xui tận mạng. Em trai, em đang nói gì vậy? Bà nội chúng ta, sao lại nhét răng ăn món gì ngon à? Tôi nghe xong lập tức không dám phát ra tiếng động nào. Bởi vì bây giờ có thể chắc chắn 100%, người ngoài cửa không phải là mẹ tôi cũng không phải là anh trai tôi, mà là một người lạ. Tôi bắt đầu tìm kiếm đồ đạc trong phòng, sợ đến lúc cửa mở, tôi không có gì để tự vệ. Đột nhiên tôi tìm thấy một mảnh giấy ở dưới gầm giường. Giấy còn rất mới, như thể chỉ vừa mới viết cách đây không lâu. Trên đó viết rõ ràng: quy tắc ở nhà trong dịp Tết. 1. Không được tin tưởng ai trong nhà, bởi vì họ không phải là người.
2. Nếu bạn nghe thấy tiếng mèo kêu thì hãy bịt tai lại. 3. Bạn có thể ra ngoài sau 8 giờ sáng. Đây là thời gian an toàn. 4. Thực phẩm trong nhà đã không còn lành mạnh nữa. 5. Ban đêm đi ngủ, nhớ phải khóa trái cửa lại. 6. Có thể gần đây bạn sẽ xuất hiện các triệu chứng như đau đầu. Đừng lo lắng, bởi vì lo lắng cũng vô dụng. Đây là hiện tượng bình thường. Tôi đọc xong quy tắc trên tờ giấy mới hiểu ra. Bây giờ tôi đang ở trong thế giới kinh dị. Mà những quy tắc vừa nhìn thấy đó là điều kiện để có thể sống sót trong thế giới kinh dị. Đột nhiên, ngoài cửa có chút động tĩnh, giống như âm thanh xê dịch thứ gì đó. Một lát sau, dưới khe cửa thế mà lại có một cái ống màu đen chui vào. Tôi nhìn một cái liền biết. Đây là ống dẫn khí Gaxi của nhà bếp. Người ngoài cửa đang muốn đầu độc trước tôi. Khói trắng bay ra khỏi ống dẫn khí Gaxi màu đen, từng chút thổi vào trong phòng. Tôi cảm thấy không ổn, nhanh chóng lấy chăn che mũi và miệng, nhưng vẫn có thể ngửi thấy mùi Gaxi rất rõ ràng. Tôi lập tức quay người lại, bắt đầu làm ướt chăn bằng nước tiểu. Cho đến khi khá ấm ướt liền nhanh chóng che miệng mũi lại. Nhưng tôi biết đó không phải là giải pháp lâu dài. Tôi chợt nảy ra một ý, vội vàng trốn ra sau rèm cửa. Sau đó từ từ kéo rèm cửa qua một chút. Tiếp đến, mở một cửa sổ. Ngay sau khi tôi mở ra, người đó lập tức nhảy qua cửa sổ, rồi bắt đầu lục soát xung quanh. Tôi thấy vậy thì tức khắc nhảy ra ngoài cửa sổ. Tiếp đến vội vàng đóng cửa sổ lại. Sau khi người đó kịp phản ứng, hắn đã bị tôi nhốt ở trong phòng rồi. Tôi thấy vậy thì nhanh chóng ra ngoài, bởi vì thật sự không thể ở lại đây nữa. Nhưng khi tôi đi đến cửa chính, đầu đột nhiên đau đớn dữ dội, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hành động của tôi. Đúng lúc đó, cửa phòng của tôi bị mở ra. Người đó đi ra. Đồng thời, cửa chính cũng mở. Một người phụ nữ giống mẹ của tôi bước vào. Tôi bị hai người bao vây trong phòng khách, không biết phải làm thế nào. Đột nhiên, một tiếng mèo kêu không biết từ đâu truyền đến. Hai người trước mắt bắt đầu che đầu, hình như chúng đã bị khống chế. Tôi thấy vậy lập tức di chuyển về phía cửa chính, mở cửa ra. Nhưng ở cửa lại có một bóng người đứng đó. Hóa ra là cái người giống anh trai tôi. Em trai, vội vàng đi đâu vậy? 2:30 sáng, tôi đang say giấc. Đột nhiên có một bóng người trên cửa sổ phòng tôi. Tôi sợ đến nỗi kêu lên. Tập tiếp theo, em trai, vội vàng đi đâu vậy? Em trai, anh đói rồi, anh thế nào em cũng được. Có thể cho anh ăn một miếng không? Giây tiếp theo. Tôi đột ngột mở mắt ra, phát hiện tôi vẫn còn trong phòng. Nhưng vừa rồi không phải tôi bị ăn rồi sao? Đây rốt cuộc là cái quái gì thế? Lần đầu tiên tôi bị bình xịt làm mất sữa, mở mắt ra liền trở vào trong phòng. Lần này cũng vậy. Chẳng lẽ tôi rơi vào vòng lặp thời gian sao? Đồng thời, tôi nghĩ về các quy tắc trên tờ giấy trước đó. Đột nhiên nghĩ, tiếng mèo kêu dường như ảnh hưởng đến những con quái vật đó. Còn mình có vẻ không bị ảnh hưởng. Mà theo truyền thuyết, mèo thường có 9 cái mạng. Mà trong thế giới kinh dị này, tiếng mèo kêu là âm thanh chế hành quái vật. Mà trong ký ức, mình đã bị đánh 2 lần. Có phải có nghĩa là mình chỉ còn 7 cơ hội để phá vỡ thế giới kinh dị này? Đúng rồi, 8 giờ sáng có thể ra ngoài. Điều đó có nghĩa là sau 8 giờ sáng là thời gian an toàn. Mình phải nắm bắt thời gian này. Tôi ở trong phòng đến 8 giờ sáng. Tôi mở cửa rồi đi vào phòng khách. Phát hiện mẹ và anh trai tôi đều trong phòng khách, cười tủm tỉm nhìn tôi, tỉnh rồi à bán cân. Nào, mau ăn sáng khi còn nóng. Được rồi, cảm ơn mẹ. Lúc này tôi nhớ quy tắc có nhắc đến, thực phẩm trong nhà không còn lành mạnh nữa. Tôi lập tức không có tâm tư ăn đống thức ăn trước mắt. Chỉ có thể giả vờ ăn một chút, đợi đến khi 2 giờ rưỡi sáng. Quả nhiên, cái người giống anh trai tôi đã đến cửa sổ phòng tôi. Bên ngoài cửa sổ truyền đến tiếng đập ầm ầm. Âm thanh này sau khi kéo dài khoảng vài giây, đột nhiên, bên ngoài cửa thế mà lại có tiếng người, mẹ. Lần này thật sự có được không? Con trai yên tâm đi, mẹ đã tìm đại sự tính toán qua rồi. Đêm nay là thời gian tốt nhất, cho đến khi nguyệt thực. Đó là thời gian âm khí nặng nhất trong ngày. Cứ thế rớt chốt em trai của con, thì sẽ chữa khỏi bệnh cho con. Mẹ, nhưng đó là em trai con. Không sao đâu, con mới là tâm can bảo bối của mẹ. Chúng ta trước tiên cứ chờ đã, chờ thuốc trong đồ ăn phát huy tác dụng. Tôi nghe cuộc đối thoại của hai người ngoài cửa, trong lòng không rét mà run. Bây giờ nếu như tôi nằm im bất động, vậy thì chỉ có cái chết chờ đợi tôi. Tôi không dám tùy tiện đăng bài trong vòng bạn bè nữa. Lúc 4:27 sáng,
Vì chơi game tới khuya, tôi đăng bài lên vòng bạn bè. Thật muốn ăn tôm hùm sốt mù tạt. Tiếp đến tôi bỏ điện thoại xuống, chuẩn bị đi ngủ. Trong lúc nửa mơ nửa tỉnh, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa. Có người ở cửa hét lên, xin chào. Có ai ở đây không? Xin vui lòng lấy đồ ăn, nhưng tôi không hề đặt hàng. Ngay khi tôi muốn mở phần mềm giao hàng lên để kiểm tra, âm thanh ngoài cửa lại tiếp tục vang lên. Rốt cuộc có ai không? Lấy hàng đi, tôi còn phải đi giao đơn khác. Làm ơn nhanh lên, đi đến phòng khách tối đen. Tôi nhìn chằm chằm vào cánh cửa đó, không dám động đậy. Cảm giác người ngoài cửa, bất cứ lúc nào cũng có thể đột nhập vào nhà tôi. Không lâu sau, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Chắc là hắn đi rồi. Trong lòng tôi dâng lên một nỗi sợ hãi. Hôm sau, khi đi làm, tôi hỏi bạn thân của mình. Cô ấy nói tối qua không thấy tôi đăng bài. Tôi nhìn tới nhìn lui, đúng thế, bài viết trên vòng bạn bè vẫn chưa đăng lên. Vậy tại sao người giao hàng lại đến nhà tôi? Không phải là có người đang lén lút theo dõi tôi đấy chứ? Ban đêm tôi sợ đến mức gần như mất ngủ. Tiếng gõ cửa lần này cực kỳ có quy luật, không nhanh không chậm. Mỗi lần 3 tiếng, tôi mở điện thoại lên, lại là 4 giờ 27 phút sáng. Tôi mở to hai mắt, tiếng gõ cửa lại lần nữa vang lên. Xin chào, xin hãy đến lấy hàng của bạn. Tôi giòn ra giòn rén đi đến cửa, nín thở, từ mắt mèo nhìn ra ngoài. Đúng thật là người giao hàng. Hắn thấy trong nhà có thể không có người, liền bắt đầu gọi điện thoại. Điện thoại bất chợt rung lên. Tôi sợ đến nỗi không cầm vững khiến nó rơi xuống đất. Nếu bạn ở nhà thì mở cửa ra chút đi. Chỗ tôi còn có đơn. Anh trai giao hàng nghe thấy tiếng động, liền gõ cửa lần nữa. Anh để cửa đi, lát nữa tôi sẽ lấy. Tôi bám vào mắt mèo, theo dõi nhất cử nhất động của nhân viên giao hàng, cho đến khi anh ta rời đi bằng thang máy. Cuối cùng, tôi vẫn không dám lấy hàng. Sau khi trời sáng, tôi định báo cảnh sát. Lúc tôi định gọi điện, thì điện thoại nhận được một tin nhắn lạ. Tại sao cô không lấy đồ ăn? Tôi không nhớ người này là ai. Đã từng kết giao với hắn hay chưa? Tôi vừa định hỏi hắn là ai, thì tiếp đến hắn lại hỏi tôi, không phải cô muốn ăn tôm hùm mù tạt sao? Tôi đặt đồ ăn cho cô, tại sao cô không lấy? Sau đó kèm theo một bức ảnh trước cửa nhà tôi. Tin tôi đập điên cuồng, thái dương giật thình thịch, mồ hôi lạnh đổ ra. Anh là ai? Làm sao anh biết thông tin của tôi? Tôi bình tĩnh lại rồi nghĩ xem. Tôi phải tìm ra thân phận của hắn trước. Nhân lúc hắn trả lời tin nhắn của tôi nhanh chóng xem qua thông tin cá nhân của hắn, nhưng không hề tìm thấy thứ gì hữu ích. Giao diện trò chuyện luôn hiển thị bên kia đang nhập. Tôi dành trước ngắt lời hắn ta, không cần trả lời nữa. Tôi sẽ xóa anh ngay lập tức. Nếu anh tiếp tục quấy rối tôi sẽ gọi cảnh sát. Sau khi nhắn xong, tôi liền xóa hắn ta. Lần này, hắn hoàn toàn biến mất khỏi danh bạ của tôi. Ở đây quá nguy hiểm, tôi phải chuyển đi ngay lập tức. Tôi gọi điện thoại cho chủ nhà, giải thích những gì đã xảy ra và nỗi lo lắng của tôi. Ông ấy cũng không muốn có rắc rối xảy ra. Trong nhà mình, có chút khó xử nói, nhà có thể trả trước thời hạn, nhưng tiền đặt cọc phải trừ đi một nửa. Tôi vui vẻ đồng ý với yêu cầu của ông ấy. So với mạng sống của chính mình, một nửa tiền thuê nhà thì có là gì? Tôi mang theo hành lý, định đến nhà của bạn thân ở một thời gian, cho đến khi tìm được nhà mới. Bạn thân muốn tôi ở lại lâu dài, nhưng cô ấy sắp kết hôn rồi, trì hoãn người ta quá lâu cũng không tốt. Rất nhanh, tôi đã tìm được nhà mới. Người bạn hẹn chuyển nhà cùng, tạm thời bị ông chủ gọi đi. Tôi liền tự quay về căn nhà cũ của mình, đóng gói những thứ còn lại. Trong thang máy, tôi gặp lại chị hàng xóm. Chị gái này rất nhiệt tình với mọi người. Mấy ngày rồi không nhìn thấy em, chị cứ nghĩ em chuyển đi rồi. Tôi cười nhạt, em đang chuyển đi. Chị ơi, làm sao chị biết được? Chuyển đến nhà bạn trai của em sao? Vẻ mặt tôi đầy nghi ngờ. Bạn trai, em độc thân mà. Thật sao? Hôm đó rõ ràng chị nhìn thấy một người đàn ông mở cửa đi vào nhà em. Chị gái cũng nghi ngờ. Nghe đến đây, tim tôi bất chợt hẫng một nhịp. Giọng nói run rẩy hỏi, hắn đã vào nhà rồi sao? Chị gái hạ giọng trả lời tôi, không có. Chị hỏi anh ta có phải là người mới tới không? Thì anh ta lập tức rời đi. Sau khi nghe xong, tôi hoàn toàn không dám về nhà. Chị ơi, chị có thể đưa em về nhà một chuyến không? Chị ấy gật đầu đồng ý. Sau khi tôi mở cửa nhà ra, thì quan sát thật kỹ xung quanh, phát hiện trong nhà không có dấu vết bị lục lọi, thì mới tiễn chị đi. Tôi nhanh chóng đóng gói đồ đạc, sau đó gọi cho công ty chuyển nhà. Tôi bắt buộc phải ra khỏi đây ngay bây giờ. Cảm giác căng thẳng này kéo dài đến khi tôi ngồi trên ghế phụ mới tan bớt. Chắc là tôi đã hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm rồi. Buổi tối sau khi đến nơi ở mới, vừa mới chuyển tới, nhân viên chuyển nhà để đồ đạc ở cửa. Trong lòng tôi phát lạnh. Lúc thu dọn đồ đạc, tôi đã để chìa khóa nhà mới ở trên bàn trà. Nhân viên chuyển nhà lau mồ hôi trên trán. Cô gái, cô về lấy chìa khóa trước đi, tôi sẽ chuyển những thứ khác lên, đợi cô. Lúc quay về,
Tôi đã tập diễn trong đầu vô số lần. Quá trình đi từ cửa đến lấy chìa khóa, tôi kiên trì đi đến cửa. Cơ thể cũng bắt đầu không tự chủ mà nổi da gà. Tôi hít một hơi thật sâu, chuẩn bị mở khóa cửa. Trong nhà không bật đèn, phòng khách trống không lộ rõ vẻ tối tăm và đáng sợ hơn. Tay phải tôi chạm vào công tắc trên tường. Đèn sáng rồi, tôi thấy chìa khóa nằm trên bàn trà. Tay vừa lấy được chìa khóa, thì nghe thấy tiếng cửa đóng từ phía sau. Tôi sợ đến nỗi toàn thân run rẩy, nghĩ rằng có phải do gió thổi không. Quay đầu nhìn về phía cửa, chỉ thấy một người đàn ông đi về phía tôi. Anh đã chờ em lâu lắm rồi. Lúc này đầu óc và chân của tôi dường như tách biệt ra, chân cũng giống như bị đóng đinh trên mặt đất. Chớ mắt nhìn, người đàn ông đó từng bước tiến lại gần tôi. Tôi muốn kêu cứu, xong mở miệng ra lại mất tiếng. Tôi cố hết sức giữ bình tĩnh, run rẩy bấm điện thoại sau lưng để chuẩn bị báo cảnh sát, nhưng lại bị hắn ta phát hiện. Muốn báo cảnh sát phải không? Sau khi lắng nghe cẩn thận giọng nói của hắn, tôi phát hiện giọng nói này giống hệt với người giao hàng. Lần đầu tiên, người đàn ông nắm chặt cổ tay tôi. Nỗi đau khiến tôi tỉnh táo. Hắn đột nhiên tát thẳng vào mặt tôi. Tôi bắt đầu đấu tranh, dùng tay còn lại tát vào mặt hắn ta. Dùng sức đá mạnh vào chỗ hiểm của hắn. Hắn hoàn toàn bị tôi chọc giận. Một quyền đấm thẳng vào bụng tôi, khoang miệng trào máu. Tôi yếu ớt ngã xuống sàn. Hắn không biết từ đâu lấy ra một sợi dây thừng, trói tay chân tôi lại. Tôi hỏi hắn là ai. Hắn giữ im lặng, dán một miếng băng dính vào miệng tôi. Người đàn ông túm tóc tôi kéo vào nhà vệ sinh. Nỗi đau từ da đầu truyền đến khiến tôi muốn hét lớn lên, nhưng miệng đã bị chặn lại, chỉ có thể phát ra tiếng u. Trên sàn nhà, điện thoại của tôi vẫn luôn rung lên. Có lẽ công ty chuyển nhà đang thúc giục tôi. Người đàn ông nghe thấy tiếng rung thì trở nên vô cùng tức giận, cầm lấy điện thoại ném xuống sàn. Niềm hy vọng cuối cùng của tôi bây giờ cũng đã tan vỡ. Người đàn ông cầm một cái dù trong tay tiến về phía tôi. Tôi theo phản xạ nhắm hai mắt lại. Tôi căn bản không quen biết người đàn ông này, không thù không oán. Tại sao lại nhắm vào tôi như vậy? Hắn đột nhiên cười to, không phải cô rất muốn chết sao? Vậy tôi thành toàn cho cô. Tôi cau mày, mở mắt giận dữ nhìn chằm chằm vào hắn. Người đàn ông này sợ không phải là thần kinh, muốn trả thù nhưng tìm nhầm người đấy chứ. Miệng bị dán keo dính, tôi không thể biện minh cho mình. Nhưng tên biến thái này dường như vẫn bị mắc kẹt trong thế giới của riêng mình. Hắn là một tên điên, tôi phải bình tĩnh. Nếu không, tôi không chắc hắn sẽ làm ra chuyện gì. Người đàn ông tiếp tục lẩm bẩm một mình. Không phải cô đăng bài nói muốn chết sao? Tôi đây là làm theo mong muốn của cô. Cái gì? Chỉ vì tôi nói chán chết trong vòng bạn bè. Người này thực sự cho rằng tôi muốn chết. Tôi càng chắc chắn rằng hắn ta là một kẻ điên. Cô chọn một cách chết đi. Dùng dùi đập vỡ đầu cô, hay là dùng dao sắc cắt động mạch cảnh của cô. Tôi cảm thấy có thể tôi không thể thoát khỏi sự khống chế của tên biến thái này. Tôi định kéo dài thời gian, nhân viên bên kia phát hiện dị thường sẽ đến cứu tôi. Hắn thấy tôi cứ phát ra âm thanh u u, do đó liền cởi băng keo cho tôi. Anh là một tên điên, không quan tâm đến cảm xúc của người khác. Anh tưởng là đang giúp người khác giải thoát sao? Nhưng anh sai rồi, anh chỉ là đang muốn tìm một lý do cho những sai lầm của mình mà thôi. Tôi hung dữ nhìn chằm chằm vào người đàn ông đó. Hắn hoàn toàn bị tôi chọc giận. Đừng sợ, tôi đến đây để giúp cô giải thoát. Hắn cầm cái dù lên, muốn đập vào tôi. Cửa bị cảnh sát đạp ra. Một tay nắm chặt bàn tay đang cầm dù của hắn, lập tức chế ngự hắn ngay tại chỗ. Thì ra nhân viên chuyển nhà vừa gọi điện thoại đến. Lúc hắn đập điện thoại thì vô tình kết nối, nghe thấy tiếng đánh nhau trong điện thoại, liền trực tiếp báo cảnh sát. Sau đó cảnh sát tìm tôi làm biên bản. Tôi mới biết, kẻ biến thái này đã ẩn nấp trong nhà tôi trong một thời gian dài, biết rõ thói quen sống của tôi, thậm chí còn xem trộm nội dung trong điện thoại của tôi, vờn tôi như thể mèo bắt chuột. Bởi vì lần này tôi rời nhà khá lâu, không thể thỏa mãn dục vọng của hắn, nên mới động sát tâm với tôi. Sau khi trải qua chuyện này, khiến tôi có cảm giác sống sót sau tai nạn vậy, tôi trở nên yêu cuộc sống hơn. Nhớ like và đăng ký cho Gấu Sợ Hãi TV, bấm cái chuông để đón chờ tập mới.